À, cảm ơn chị. Vâng, không có gì. Mình về thôi nhỉ. Thế thôi, dù sao thì cũng nấu cá xong rồi, bây giờ ở lại ăn cá xong nó về nhé. Ăn nốt mang đi. Thế em đợi cho nó ăn xong nó về. Rồi, nó lại ăn cá đi. Ăn cá xong nó về nhé. Em muốn ăn luôn đi. Không, em không ăn. Em ăn đi. Đây, này này, khó ăn. Không ăn gì, nhà mình còn sắp đổ rồi, nhà cô đẹp hơn, còn được ăn đồ ăn ngon. Thôi bố bảo về thì cứ về theo bố nhé. Dạ. Hôm nào có đồ ăn ngon cô lại mang đi cho cháu nhé. Vâng. Xong chưa con? Xong gì nhá? Xong về rồi về con nhá. Bố ơi, con để ở bố. À, ăn xong thế bây giờ đi dọn đồ lấy quần áo mang về nhá. Thế nào cũng về cho bố nhá. Xong là hôm nào cô có đồ ăn ngon cô lại mang đi cho cháu nhá. À, đi dậy đi. Thật cô cầm cái này lên để làm nhà lên nhá. Cô mang cái này đi. Em đi vào nhà đi. Ngồi nhà cứ vào ra ngoài để đợi. Đi dọn em đấy. Cô ở mình quen rồi. Quất từ trước đến giờ. Cái gì ngon cô mang đi cho cháu nhé. Cô ra bố mình rảnh lại xuống nhà cô chơi nhé. Nhá. Có thời gian lại xuống nhà cô chơi nhá. Cảm ơn chị nhá. Dạ vâng, không có gì. Dạ vâng, không có gì đâu. Nhà cô đi. Thế hôm nào lại xuống nhà cô chơi nhá. Về nhá. Cháu đi về cẩn thận nhá. Cô thì cháu cảm ơn cô nhiều, cô đấy cô nhiều lắm. Không sao. bớt thời gian đi khám cháu nhiều nhé. Ở nhà với bố ngoan nhé. Cháu chào cô. Dạy ngoan là cô chơi nhá. Em chào chị, em về nhé. Rồi, lần sau đừng bỏ cháu như thế nhá. Dạ vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Đấy, chào cô xong về đi. Cháu chào cô. Được rồi, đi về nhá. Được. Rồi, có gì cô lại qua.